Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít phút nữa thôi, bán kết của cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 sẽ diễn ra tại cung quy hoạch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tất cả đã sẵn sàng vào vị trí cho đêm bán kết ngày hôm nay. Sáng kiến tổ chức cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã được sự hỗ trợ nhiệt tình của các đối tác trong và ngoài nước. Tiếp nối thành công của cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 năm 2017, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 lần 2 năm 2019 nhằm tạo một sân chơi âm nhạc cho ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc pop của 10 nước ASEAN. Theo ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, cuộc thi là nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN và ba nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đến giờ phút này, mọi công việc đã hoàn tất và sẵn sàng cho đêm bán kết ngày hôm nay. Có thể nói rằng là cái công việc mà chuẩn bị cho cái cuộc thi tiếng hát ASEAN lần thứ hai này ngày càng được Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện bài bản hơn và chuyên nghiệp hơn, từ cái việc đưa đón ca sĩ, tập luyện và tất cả những cái tiết mục mà chúng tôi nhận được từ các thí sinh đã thấy là cái nội dung và cuộc thi năm nay và cũng như là chất lượng cuộc thi đã được nâng lên một bước rất là lớn, và hy vọng rằng là với cái sự tập luyện của các thí sinh, sự chuẩn bị rất là đầy đủ của nước chủ nhà Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái cuộc thi tiếng hát ASEAN lần thứ hai thành công tốt đẹp. Qua vòng sơ khảo của cuộc thi, tối nay 22 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia biểu diễn trực tiếp tại vòng bán kết của cuộc thi. Ban giám khảo sẽ làm việc độc lập và chấm điểm cho các thí sinh ngay sau từng tiết mục dự thi. Cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 không chỉ là một cuộc thi âm nhạc mà còn là một sân chơi giao lưu văn hóa. Do vậy, 22 thí sinh lọt vào vòng bán kết chính là đại diện cho âm nhạc, văn hóa của quốc gia mình. Sau vòng thi bán kết đêm nay, 10 thí sinh xuất sắc có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết diễn ra vào 20 giờ tối mai ngày 28 tháng 7. Xin chúc 22 thí sinh sẽ có bài thi tốt nhất trong buổi tối ngày hôm nay.